Bà quên nữa. Không sao, yên tâm luôn. Tao á sẽ cho thằng cháu tao theo sát mấy đứa con gái. Trời ơi, nó cua gái sát số luôn mày ơi, yên tâm đi. Trước mắt á là mày cứ bám sát con Mơ cho tao. Còn tao với thằng cháu tao á sẽ bám sát mấy đứa con gái. Tới Vũng Tàu rồi á, ngay địa điểm tập kết, tao sẽ liên lạc cho mày ha. Thôi, thì cũng vậy đi. Cũng hy vọng một tương lai tươi sáng. Chúc thành công. Sao không thành công được? Chắc chắn là thành công. Hàng kỳ này ngon, bán thế nào cũng được giá cao à. Tao mà vô mánh luôn. Vô. Giá cao vô mánh. Ừ, vô ấy. Tuyển mà mày. Hôm nay chúng ta có cuộc họp khẩn là vì trong thời gian tôi đi công tác ở nước ngoài đã có rất nhiều chuyện xảy ra tại phòng chuyên mục làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ quan của chúng ta, mà đỉnh điểm là chuyện cô Thư phải xin nghỉ việc. Đề nghị cô Linh báo cáo toàn bộ sự việc liên quan đến vấn đề này. Cô Linh, dạ thưa giám đốc, tất cả những chuyện xảy ra trong thời gian qua là do chính tay tôi gây nên. Xin phép Linh cho tôi được nói. Thôi được rồi, mời mình phát biểu. Tôi đã khai mang thành tích của cô Ngọc và cướp công của cô Thư trong vấn đề khen thưởng chuyên mục đêm khuya. Tôi đã báo cáo sai về những việc làm sai trái của cô Ngọc trong chuyên mục khỏe và đẹp. Tôi đổ tội hết cho cô Thư và cho cô ta nghỉ việc, mặc dù Thư làm rất tốt công việc của mình. Tôi gây khó khăn cho mọi người. Tôi trù dập mọi người trong thời gian qua. Cái sai lớn nhất của tôi là do Thư nghỉ việc, một nhân viên tài ba, làm ảnh hưởng đến cơ quan của mình. Tôi có lỗi cho mọi người, với cơ quan và với gia đình. Kể từ khi mà tôi dính dáng chuyện tình cảm với cô Ngọc, tôi với lại sếp Minh đâu có chuyện gì đâu. Chẳng qua là tại vì sếp thấy là tôi có năng lực cho nên là sếp mới nâng đỡ thôi. Chứ còn tất cả những việc mà sếp Minh làm không có liên quan gì tới tôi hết trơn á. Thưa giám đốc, tôi có ý kiến. Sếp Minh nói không sai về những sai lầm trong thời gian qua có dính dáng tình cảm với Ngọc. Sếp Minh đã nghe lời Ngọc, gây nên những tổn hại rất lớn cho đài và cho mọi người. Ngày hôm nay sếp Minh đã thẳng thắn thừa nhận những sai lầm của mình. Vậy tại sao Ngọc còn chối tội, trốn tránh và đẩy hết mọi tội lỗi cho sếp Minh, người đã từng giúp đỡ Ngọc rất nhiều? Tôi đâu có tội gì đâu mà tôi phải trốn tránh chứ. Mấy người đừng có vu oan cho tôi nha. Sự thật và vật chứng đã phơi bày như vậy mà cô Ngọc còn muốn chối tội à? Sếp nói vậy là sao? Bằng chứng đâu chứ? Sếp đừng có hù em. Thôi được rồi, mời tất cả chúng ta lắng nghe một phát biểu. Đây là giấy khen mà bên công an đã gửi cho cô Sóng Dỗ, tức là cô Thư, về việc cô đã cảm hóa được tội phạm ra đầu thú. Còn cô Ngọc lợi dụng bên công an không biết tên thật của cô Sóng Dỗ là cô Thư nên đã tạo nhận là tên mình. Hôm nay tôi cũng xin thành thật xin lỗi đến tất cả mọi người trong đài. Thời gian qua tôi đã nhiều lần nghe cô Ngọc xúi dục mà gây chia rẽ nội bộ, và cũng chính tôi đã xúi vợ của giám đốc vô đài la mắng trưởng phòng Linh và giám đốc. Tôi cũng đã viết bản kiểm điểm trình lên ban giám đốc. Tôi xin chịu tất cả mọi hình thức kỷ luật. Cô Ngọc đã tâm phục khẩu phục chứ? Thôi được, nhân đây tôi cũng báo cho cô biết là tôi đã báo toàn bộ việc này qua bên công an rồi. Sắp tới họ sẽ mời cô qua bên đó để lấy lời khai đó. Giám đốc ơi, em biết em sai rồi. Tất cả là do lỗi của em. Em xin giám đốc trừng phạt em như thế nào cũng được, nhưng mà đừng để em ở tù. Em ở tù không ai nuôi ba má em hết á. Tại
tại vì hoàn cảnh như vậy cho nên em mới làm những việc điên rồ. Chứ em... Anh Minh à, anh làm ơn nói vô giùm em tiếng đi. Em không muốn ở tù đâu. Giờ tôi cũng như cô thôi, phải chờ sự phán xét của mọi người và pháp luật. Nếu biết có cái ngày mà phải ngồi đây xấu hổ ăn năn hối cải thì tôi đã không làm những chuyện vừa qua. Cái gì nữa đây? Đâu phải là chiến tranh lạnh, mỗi người một góc là sao vậy trời? Sắp đi cắm trại rồi đó. Lily, bà có ý định thành lập nhóm, vậy giờ bà nói gì với mình nữa chứ? Duyên, bà nói cái gì đi? Bà định bỏ tôi hả? Khoa, ông là trưởng nhóm, ông cho tôi ý kiến đi. Bây giờ là sao? Không ai nói gì hết trơn vậy? Để một mình Lan nói không à? Mọi người thật là quá đáng đó. Còn hứng đâu mà nói nữa. Mẹ tôi đâu có cho tôi đi đâu. Ủa là sao? Nhà tôi á còn thê thảm hơn nữa. Ba mẹ tôi bây giờ nghiêm trọng lắm rồi. Cũng nghiêm trọng lắm luôn rồi hả? Mình nè, có thua kém gì mấy bạn đâu. Kỷ niệm ngày cưới của ba má mình á, vậy á mà má mình đã phá tan nát hết. Trời ơi, đúng là thảm họa rồi mà. Cán chết được giờ sao trời? Giờ không biết làm sao nữa. Chán quá. Làm gì mặt mà các em buồn hiu vậy? Thôi. Trời ơi, tụi em đang cần gặp thầy gấp nè. Từ từ bình tĩnh ơi. Có gì nói thầy nghe coi. Đây 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 đây. Em nói trước. Bây giờ bình tĩnh từ người ai nói trước? Em. Rồi em nói cái vụ gì? Thầy biết không? Kỷ niệm ngày cưới của ba má, vậy mà má em á nở phá tan nát luôn á thầy. Thầy ơi, ba em dạo này đi hoài à. Ổng có ở nhà, mẹ em thì hả mặt nặng mà nhẹ, khó chịu lắm thầy ơi. Thầy ơi, mẹ em không có cho em đi, làm sao em đi được thầy? Thầy ơi, mấy bạn không được đi, sao mẹ em được đi đó thầy? Cũng khó thiệt ha. Nhưng mà không sao, đã có chuyên gia gỡ rối đây rồi, lo cái gì nữa. Thưa giám đốc, Linh thấy cả sếp Minh và Ngọc đã biết lỗi của họ rồi. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Huống hồ cả hai người họ đều đã rất tích cực, làm tốt công việc của mình và có nhiều cống hiến nữa. Linh nghĩ là chúng ta nên cho họ cơ hội để làm lại từ đầu. Với lại sắp tới phòng chuyên mục sẽ rất cần những người biết việc. Tôi đồng ý với trưởng phòng Linh. Thì tôi không muốn trưởng phòng Minh và Ngọc phải rời xa nơi này và dính vào pháp luật. Với lại nếu như vậy thì gia đình họ sẽ rất là đau buồn và bị ảnh hưởng nhiều lắm sếp à. Mong giám đốc phải giúp họ nếu có thể. Tôi đồng ý. Thưa sếp, tôi cũng đã từng mắc sai phạm nghiêm trọng trong công việc. Nhưng mà nhờ sếp, nhờ các anh em đồng nghiệp đã giúp đỡ cho tôi ở lại làm việc. Cho nên tôi rất là hiểu cái cảm giác nếu như mà mình bị đuổi việc thì sẽ bị tổn thương nghiêm trọng tinh thần như thế nào. Cho nên là mong sếp tìm cách giúp đỡ để cho sếp Minh và Ngọc được ở lại làm việc. Thật lòng là tôi cũng rất muốn giúp đỡ. Nhưng phải nói là sự việc đã đi quá xa. Bản thân cá nhân tôi bây giờ thì không giải quyết được bất cứ chuyện gì. Tôi biết. Thời gian qua mọi người lo lắng cho tôi dữ lắm. Với cả Ngọc nữa. Nhưng có cái là những việc tôi đã làm thì tôi phải trả giá thôi. Tôi xin chấp nhận. Chấp nhận tất cả. Thái độ thành khẩn của anh và những lời nói của anh, tôi hứa tôi sẽ cố gắng hết sức. Ngày mai có cuộc họp ban giám đốc, tôi sẽ đề xuất ban giám đốc xem xét
để giữ anh và Ngọc ở lại. Nhưng với một điều kiện là anh phải bị giáng chức xuống làm nhân viên bình thường. Còn cô Ngọc thì phải chuyển sang chuyên mục giao thông, làm việc ở hiện trường. Ở nơi đó cần những người có thâm niên như cô. Cảm ơn anh. Cảm ơn mọi người đã cho tôi một cơ hội. Tôi xin hứa tôi sẽ làm bất cứ việc gì mà không cảm thấy xấu hổ với lương tâm. Cảm ơn anh. Em cảm ơn giám đốc. Cảm ơn mọi người đã cho em một cơ hội. Em làm gì cũng được hết trơn á, miễn đừng đuổi việc em là được thôi. Khoan, nhưng mà hai người cũng chớ có vội mừng. Bây giờ việc trước tiên là hai người phải nói làm sao để cô Thư bãi nại, không có khiếu kiện gì cả. Và bên công an thì họ cũng không có tiến hành truy cứu. Thì như vậy hai người mới có cơ sở ở lại cơ quan. Và bây giờ tôi tạo một điều kiện cho hai người lập công chuộc tội ha. Bây giờ hai người phải làm sao thuyết phục cho cô Thư quay trở lại phòng chuyên mục, tiếp tục làm việc như trước. Thì đó sẽ là cơ sở để trước ban giám đốc tôi bảo vệ cho anh Minh và cô Ngọc. Thưa giám đốc, thưa mọi người, tôi là người đã cho Thư nghỉ việc. Thì chính tay tôi xin hứa là tôi sẽ đưa Thư trở lại. Tôi hứa với mọi người. Trời, có mới nói nha. Chứ lúc trước làm sếp á, con Thư nó không sợ. Bây giờ mất chức rồi, con Thư không biết là nó có nghe lời nói không còn khi lô nào không. Chết rồi chị, có khi nào lúc trước á, hai người trù dập con Thư nhiều quá rồi bây giờ con Thư nó quay lại trả thù hai người không? Thôi chết rồi. Mình bị làm thường chân thế nào cũng bị họ đầy cho coi. Nè cô nương, lo về nộp bài đi. Bên phòng sản xuất người ta gọi điện hối rồi đó. Về nội dung cuộc họp này, có ai còn có ý kiến gì nữa không? Nếu không thì mọi người trở về làm việc của mình. Chào chị. Tôi tên là Tân, thầy chủ nhiệm của em Duyên. Vì cô chủ nhiệm cũ đã xin nghỉ vì cô sinh em bé, cho nên nhà trường đã phân công thay cô ấy. Chào thầy, mời thầy vô nha. Cảm ơn chị. Dạ, mời thầy ngồi. Cảm ơn chị. Dạ xin lỗi thầy, bộ trường mình thiếu giáo viên hay sao mà lại tuyển những thầy cô trẻ như thầy vậy? Dạ thưa chị, tôi có thâm niên 5 năm đứng lớp và 3 năm đạt danh hiệu giáo viên giỏi. Tôi mà còn làm đây, huống gì mấy đứa học trò, chắc nó không nhận ra là thầy nó đã trưởng thành đâu. Dạ thưa chị, các em luôn xem tôi là một người bạn thân thiết. Một người bạn? Dạ, một người bạn, một người anh và là một người thầy. Và còn là một thần tượng nữa chứ. Thần tượng sao? Thật sự thì cái này tôi mới biết. Dạ, em chào thầy. Chào em. Em mời thầy uống nước. Cảm ơn em. Con mời má. Để đó cho má, con vô nhà sau lặt rau đi. Dạ. Tôi nghe mấy nhỏ nó bàn tán rằng ông thầy chủ nhiệm của nó rất là đẹp trai mà lại còn hot gì. Dạ thưa chị, là hot boy. Hot boy đẹp trai như thầy đây thì tụi nó say sưa ngắm thầy. Vậy thì thử hỏi, nó mất tập trung thì chữ nghĩa nào mà lọt vô đầu tụi nó được nữa. Dạ thưa chị, tôi luôn đổi mới phương pháp dạy cho phù hợp để truyền tải nội dung bài học đến cho các em, để các em tiếp thu bài và học bài nhanh hơn. Các em từ một lớp có thành tích thấp nhất trường bây giờ lại là cao nhất trường. Các em từ là những học sinh nghịch phá quậy bây giờ lại là những học sinh
khá giỏi của trường. Nhưng mà cũng chưa bằng con của bà bạn, là học sinh giỏi toán nhất trường, đi thi toàn quốc, được đoạt huy chương vàng nữa đó. Dạ thưa chị, em Duyên có học lực trung bình, đã cố gắng phấn đấu trở thành một học sinh khá của trường. Đó là một niềm đáng mừng. Tôi nghĩ chị nên vui và tin tưởng động viên em, để em có thể có niềm tin phấn đấu, cố gắng đạt thành tích cao hơn nữa. Đúng là một điều đáng mừng. Tôi có nghiêm khắc với nó thật. Nhưng cảm ơn thầy thật nhiều đã tận tâm với các em. Thật là xin lỗi thầy nếu như tôi có lời lẽ nào không phải. Dạ không có gì đâu chị, tôi hiểu mà. Thật ra thì từ xưa giờ tôi có định kiến với các thầy giáo trẻ. Tôi vẫn sợ mấy đứa học trò nó lại vượt qua ranh giới thầy trò. Hôm nay được tiếp xúc với thầy rồi, được biết thầy là một người vừa có tài lại vừa có tâm nữa, nên tôi yên lòng hơn. Biết đâu được cái vẻ bề ngoài đẹp trai năng động của thầy cũng là một cái liều thuốc làm cho các em hào hứng trong môn học và tiếp thu nhanh hơn. Cảm ơn chị. Được học sinh và phụ huynh hiểu yêu mến như vậy, đó là một điều hạnh phúc của một người giáo viên. Mà hôm nay thầy tới đây có chuyện gì không ? Dạ, để giúp các em bổ sung thêm kỹ năng sống, kiến thức, ứng xử và cách sống. Được nhà trường cho phép, tôi có tổ chức chuyến cắm trại 2 ngày ở Vũng Tàu. Trước là cho các em tắm biển, hòa mình với thiên nhiên tập thể. Sau là cho các em đi thăm và giao lưu với người dân làng chài, để các em tặng quà cáp, bánh, rồi quần áo, cặp sách cho các em nhỏ ở đó. Chị cứ yên tâm. Tôi có mời thêm một cô làm bên đài phát thanh, chuyên mục Chuyện Đêm Khuya, cũng là một người bạn khá thân với các em, cùng tham gia trong chuyến đi này. Và Vũng Tàu cũng là quê cô ấy, cho nên chị đừng có lo. À, có phải cái cô sống dỗ trong chuyên mục Đêm Khuya? Dạ đúng ạ. Tôi cũng là thính giả thường xuyên của chuyên mục đó đó. Như vậy thì tốt quá, có được thêm người để theo phụ giúp thầy chăm sóc cho các em. Mong thầy cũng hiểu cho. Bậc làm cha làm mẹ lo đủ kiểu hết thầy à. Dạ tôi hiểu. Cảm ơn chị đã hợp tác trong công cuộc trồng người. Thôi không làm mất thời gian của chị nữa, tôi xin phép về. Dạ chào thầy. Duyên ơi. Dạ. Ra tiễn thầy con. Dạ. Dạ em mời thầy. Xin phép chị. Bác Hai, con nghe nói là hình như là bác Hai có cái ống dòm xịn đúng không? Cho con mang cái Vũng Tàu chơi nha. Ừ, lát qua phòng bác Hai lấy. Dạ. Con đã chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa? Xong hết rồi bác Hai ơi. Con chuẩn bị nha, nào là bản đồ nè, đèn pin nè, máy chụp hình nè, máy quay phim, dao, dây thừng và thuốc xịt mũi. Con nhớ là đừng quên mang theo đồ dùng cá nhân nha. Dạ. Ừ, con cũng đừng quên mang theo túi cứu thương, phải có đầy đủ những dụng cụ cần thiết, khi nào cần á con có mà sử dụng. Cảm ơn bác Hai, lúc nào bác Hai cũng chung đáo với con hết á. Chà mày. Nè còn nữa, đi chơi xa đó, tới chỗ nào lạ đừng bao giờ đi một mình, mà phải đi chung với tập thể. Dạ. Còn tắm biển á thì phải bơi gần bờ thôi, đừng có ra xa quá. Bác Hai sợ con á, nó mê giỡn sóng, rồi sóng nó kéo ra xa rồi nào không hay đó. Bác Hai yên tâm đi, con nhớ rồi. Con sẽ không bao giờ tắm biển đâu, nhưng mà con sẽ chú tâm để tìm bác Hai gái cho bác Hai. Cái thằng nhỏ này, con giống y hệt ba con à. Đi chơi với tập thể là phải hòa đồng, không có được đi lung tung đâu đó. Dạ, con nhớ rồi. Hai bác cháu nói chuyện gì mà vui dữ vậy? Anh dặn dò cháu nó mấy điều để mai đi cắm trại. Mà thôi, anh cũng nói xong rồi, hai mẹ con nói chuyện đi. Dạ. Thế anh đi tìm cái ống dòm coi để đâu, anh quên mất tiêu rồi. Dạ. Con chuẩn bị đồ đầy đủ chưa? Con tự lo được rồi,
Má không cần phải lo cho con đâu. Sao con lại nói như vậy? Con là con trai của má mà. Má phải lo cho con chứ. Đây là cái việc má phải làm mà. Con à, con nói cho má biết đi. Má đã làm sai cái gì hả? Đến mức độ mà con không nhìn mặt má vậy? Mỗi lần mà má nóng giận lên á, làm cái gì má cũng không có chịu suy nghĩ hết. Má đã sai rồi. Má xin lỗi con. Và má cũng cảm ơn con. Con đã làm cho gia đình hàn gắn và hiểu nhau. Má rất tự hào và yêu con. Đừng có giận má nữa. Con ghét má. Con ghét má hả? Ghét má không? Ghét hả? Chẳng hạn con ghét má mà con cười với má như vậy nè. Má con thích hơn. Thích hơn là lúc con giận má. Con không thèm nói chuyện với má. Bây giờ hết giận chưa? Dạ. Con biết không, mấy ngày nay mà con không nhìn mặt má đó, má buồn lắm đó. Soạn đồ chưa? Chưa, con đang đợi má soạn cho con đó. Trời ơi, làm biến quá à. Đi theo má, coi coi có thiếu gì là má bổ sung thêm nha. Dạ. Mẹ, mẹ ăn thử miếng nem của con làm coi, coi vừa ăn không mẹ. Vừa miệng lắm, con ăn đi. Dạ, vậy mẹ cũng ăn nhiều vô đi. Đi đi, con thử coi. Ừ, cảm ơn chị. Mấy đứa cứ vui vẻ ăn đi. Nhà mẹ có một bên ở nhà cũng vậy mà không có cũng không sao đâu. Thứ ba thứ gì con mới đi làm về. Ủa, biết đường về rồi đó hả? Nè, mai mốt tới giờ ăn, mày về trễ thì nhịn đi. Ông tiền quá, xuống đi. Con nó vậy nó ăn cơm sao ông la hoài à? Trời đánh còn tránh bữa ăn nữa mà. Ngồi xuống ăn cơm đi con. Ăn đi, nhà cũng mới vừa ăn đó. Dạ, cảm ơn dì. Dì cho con xin chén cơm. Đây 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 con bới nha. Còn em nữa, sao ăn cơm không vậy? Ăn miếng gà nha. Được rồi, cảm ơn. Ba à, còn con nữa. Con gái là phải ăn nhiều rau, hiểu chưa? Ăn nhiều rau này á thì nó mới đẹp da nha ông con. Dạ. Ba nghe nói là con tính đi cắm trại ngoài Vũng Tàu với các bạn hả? Ba cho phép con đi đó. Nhưng mà nhớ cẩn thận với sóng biển nghe chưa? Không có chạy lung tung đi theo tập thể kẻo lạc á. Hoan hô ba, con cảm ơn ba. Dạ. 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 Nói cho con. Dạ con cũng xin ba mẹ là cho con đi theo Lily để con giữ Lily. Chị, em lớn rồi có phải con nít đâu mà chị đòi đi theo canh em vậy? Ba thấy á, chị Mơ nói đúng á. Chị Mơ chưa bao giờ đi Vũng Tàu. Bữa nay đi với con á, ba cũng yên tâm hơn. Nè, ăn xong cái ba chở cả nhà đi dạo phố với mua sắm. Chịu chưa? Hoan hô, hôm nay là ngày gì mà vui quá trời luôn. Được đi chơi còn được đi sắm đồ nữa. Con cảm ơn ba với mẹ. Cảm ơn tôi làm gì? Cảm ơn ba mấy người kìa. Lạ nha, có người đang âm mưu gì đây? Chiêu này xưa quá rồi, không si nhê gì đâu. Bà cũng nghi lắm, ý đồ gì đó, chứ không có tự nhiên tốt vậy đâu. Chắc là muốn chia tài sản đó. Ba với vợ con hiểu lầm cái lòng tốt của con rồi. Tại lâu nay con lu bu công việc quá, con không làm tròn bổn phận đối với gia đình, thì coi như bữa nay cho phép con được bù đắp cho mọi người. Tốt quá, cảm ơn. Ăn cơm đi tụi con. Dạ. Dạ. Ông ăn cơm đi cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Ăn hết nổi rồi. Kế hoạch của chuyến dã ngoại này là tắm biển. Thầy thân mời bạn Lily đứng dậy. Đứng lên đi. Đứng lên. Mắc cỡ gì mà không chịu lẹ dùm. Mắc cỡ gì mà không chịu lẹ dùm.
tắm biển xong rồi, Lily hãy cho mọi người biết là chúng ta sẽ làm gì tiếp theo. Nếu em nói được thì em sẽ được ngồi xuống, còn em không nói được em sẽ đứng luôn. Ở đây không được nhắc nha, bạn nào mà nhắc thầy bắt đứng dậy luôn đó. Thầy, em biết rồi thầy. À, chúng ta sẽ bảo vệ môi trường á bằng cách là chúng ta sẽ nhặt hết rác ở bãi biển luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Là đúng. Chị rồi, xin thông báo lịch trình ngày hôm nay nha. Lịch trình ngày hôm nay của chúng ta thì đầu tiên là sẽ chia ra hai tốp, bạn nữ sẽ đi dọc bờ biển và nhặt rác, còn các bạn nam thì sẽ gom tất cả các bao rác lại một chỗ. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu tập trung lại cùng đi ăn đồ biển, rồi các em có thể vui chơi tự do. Nhưng mà lưu ý, tối nay tại vị trí này thì chúng ta sẽ cùng đốt lửa trại, nhớ nha. Em xin nói chương trình mừng tiết mục múa lửa. Ôi, cái gớm mà không múa lửa ai coi. Vậy chứ bà có chuẩn bị tiết mục gì không? Mà chơi tôi. Sao không? Trời, còn phải nói, nhóm tụi tôi hả sẽ chuẩn bị một tiết mục hả rất là độc đáo nha, có 1-2 luôn á. Trật tự, nghe thầy thông báo tiếp đây. Sáng sớm mai chúng ta sẽ tập hợp sớm để mà đón bình minh trên biển. Sau đó chúng ta sẽ đi thăm làng chài và giao lưu với dân làng ở đó. Các em có quyền tự do thám hiểm khám phá. Chiều chúng ta sẽ kết thúc chuyến ra ngoại và về thành phố. Mục đích của chuyến ra ngoại là gì? Dạ em biết thầy. Và mục đích của chuyến dã ngoại này là giúp chúng ta tìm hiểu thêm về thiên nhiên và con người nơi đây, và đặc biệt đó chính là tinh thần đoàn kết của tất cả mọi người. Rất là chính xác. Bây giờ thì chị sẽ nhắc lại một lần nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm sạch môi trường biển, sau đó tập trung ăn uống, vui chơi tự do, và cuối cùng đúng 6 giờ chiều tập trung ở đây để đốt lửa trại. Bây giờ đi làm sạch môi trường. Anh dậy. Em kêu anh dậy đi biển chơi. Đi chơi mà ngủ hoài chán quá à. Tắm biển hả? Ừ. Cho em đi tắm biển mình đi. Hay là đi qua rủ Lily tắm biển chung cho nó vui. Thôi đi, tụi nó chán cái ngộ luôn á. Tới ngày lượm rác hoài à. Với lại giờ đâu biết tụi nó đâu đâu. Gì kỳ vậy? Để nhớ cái lịch trình của tụi nó coi. Tại hồi nãy đứng xa không có nghe. Y hình như là bây giờ tụi nó đang xả hơi. Rồi giờ chiều tối gì đó tụi nó đi sinh hoạt tập thể đốt lửa trại. Rồi ngày mai đi tham quan. Rồi chiều về luôn. Em biết ngày mai tụi nó tham quan ở đâu không? Không, nhiều lắm sao nhớ. Sao kỳ vậy kia, em theo dõi tụi nó mà giờ hỏi gì cũng biết là sao ta? Anh kia theo dõi hồi nào? Em đi chơi anh bộ. Không phải, em hiểu nhầm ý anh rồi. Anh là anh lo cho em thôi. Biết sao không? Em nói lại má nuôi á là đi theo Lily để giám sát nó. Rồi mà mình không biết nó đi đâu, rồi lỡ má nuôi gọi điện thoại rồi không biết nó ở đâu sao trả lời má nuôi. Cái đó chỉ là cái cớ thôi. Cái quan trọng là em đi chơi với anh. Không phải, nhưng mà anh lo anh nghĩ em hiểu không? Cũng đúng ha. Nếu như mà em không có biết Lily ở đâu, rồi lỡ như mẹ nuôi gọi em đâu biết đường trả lời, đúng không? Thì đó. Nhưng mà nếu mà đi theo dõi nó hoài vậy sao đi chơi? Phải, anh chỉ cho bây giờ vậy nè. Mình cứ đi chơi ở đâu gần gần con Lily á, rồi xong biết nó ở đâu gì má nuôi gọi điện thoại còn biết trả lời. Một công đôi ba chuyện luôn, em hiểu không? Ha, mình vui chơi mình không quên nhiệm vụ. Trời ơi, thông minh quá. Thầy nói nghe nè. Hả? Giờ em ra biển tắm mình đi. Hay là tại mấy ngày hôm nay nè, anh lo mấy công trình á, làm nhiều thiếu ngủ mệt quá trời. Xuống đây cũng vui vẻ với em cũng quá trời rồi. Bây giờ em ra em lượm rác với tụi nhỏ đi, cho anh ngủ chút xíu nha. Vậy anh ngủ nha, em ra em lượm rác nha. Đi ra lượm rác. Ngủ đi. Lượm rác vui nha em. Vui mà. Dễ thương quá. Lily này con vậy cũng khó ha. Còn mơ này thì dễ dụ. Cứ để cho mơ tiếp cận với Lily, vậy càng nhiều càng tốt. Nè,
Mày coi tiếp cận cái đám con nhỏ Lily cho tao. Con Lily là cái con mà nhí nhảnh nhất trong đám, đeo cái băng đô màu cam, tóc thắt bính á, thấy chưa? À, là con nhỏ chân ngắn đó hả? Mày khùng hả mày? Chân nó dài nhất trong đám, bọn áo jean đó. Coi làm sao mà kết bạn với tụi nó, làm thân đi. Rồi lúc đó tao với mày sẽ liên lạc sau. Ê, không có được làm hư chuyện nghe chưa? Mày mà làm bể chuyện là không yên với tao đâu, biết chưa? Không biết. Thằng Chiến hủ mình với thằng cháu nó làm cái gì? Sao không thấy cái gì liên? Quỷ này chết linh lắm mà. Mới nhắc điện thoại tới liền luôn. Mày chết chắc. Tao không dám đi thắp nhang nhà mày luôn á thằng quỷ. Gì Chiến hủ? Ê, tao cho thằng cháu của tao á đi theo con Mơ tiếp cận cái đám con gái Lily rồi. Thằng đó làm được không mày? Coi chừng nó làm bể chuyện không có xong đâu á. Thằng khùng này, mày yên tâm đi. Nó là cháu ruột của tao mà, không dám phản lại tao đâu. Với lại nó chỉ có nhiệm vụ á, làm quen mấy đứa con gái đó thôi. Kết thân vô rồi xong rồi dụ tụi nó đến địa điểm tập kết, mình giao hàng là xong. Còn nhiệm vụ của tao với mày á, chờ thời cơ thuận lợi thì hành động thôi. Yên tâm nha, vậy đi ha. Coi màu này của Nga, màu này là của sếp nè, màu của Mập à, không, của Cường, mày của cô nè. Anh Minh hả? Dạ có Minh. Cái này anh nhầm rồi, cái này là chuyên mục ẩm thực. Anh ơi, nhầm cho em hoài vậy? Dạ, dạ xin lỗi, vợ Minh rút kinh nghiệm. Ẩm thực là bên này nè, nhìn là cả một bầu trời ẩm thực. Đưa đây đi. Làm được thì làm được thôi. Nó tìm muốn chết luôn à. Không được á, xin nghỉ việc đi. Không, không làm được mà. Tại vì riêng cũng phải cho chút thời gian mới thích ứng được. Ở đây. Chết rồi. Cỡ sếp Minh mà còn bị đì như vậy, huống hồ chi là mình. Phải làm sao đây? Ngọc, đang nghĩ ngợi cái gì đó? Dạ đâu có. Em đang chuẩn bị tài liệu để cho chuyên mục giao thông. Ngoài hiện trường giao thông đang chờ kìa. Dạ em đi liền. Anh Minh. Minh đi sếp. Thứ hai lên sóng chương trình đêm khuya rồi. Anh mời được Thư về làm chưa? Có gọi điện nhưng mà Thư biểu đang cắm trại ngoài Vũng Tàu á. Thứ hai lên sóng rồi mà giờ này Thư chưa nhận lời nữa. Anh không mời được Thư về là giám đốc cho anh lên làm sóng dỗ luôn nha. Trời. Linh đã điều chị Lệ qua phụ danh nhân chuyên mục mới rồi. Không có ai lên sóng chương trình đêm khuya đâu. Thiệt tình giờ Minh cũng không biết sao. Bị có gọi điện nhưng mà làm như là Thư không có bắt máy á. Bữa nay thứ bảy, anh còn nguyên một ngày chủ nhật lận. Tại sao bây giờ không ra Vũng Tàu liền để mời Thư đi? Hả? Anh làm gì thì làm. Thứ hai anh với Thư phải có mặt ở đây. Nghe rõ chưa? Thiệt là vô ý thức quá mà. Mọi người thì cứ đi xả rác, còn mình thì cứ phải nhặt rác. Mà nghĩ lại từ trước tới giờ, mình chỉ có thói quen toàn là xả rác thôi à. Vậy là bạn cũng thiếu ý thức rồi, không có tự giác bảo vệ môi trường gì hết trơn. Ủa vậy chứ bạn có thấy tôi đang làm gì không? Ừ thì đang nhặt rác. Ê thôi bà ơi, tôi nhặt được tiền nè. Ơi, ê sao bà nhặt được tiền vậy? Còn tôi nhặt được toàn rác thôi à. Thì người hiền người ta nhận được tiền, còn người ác thì nhận được rác ha. Bà nói vậy á chẳng khác nào mà cũng ác như tôi. Bà cũng đang nhặt rác mà. Thế em ơi, có rảnh không? Đi tắm biển nha anh. Hai anh đang rảnh hả? Vậy nhặt rác phụ tụi em đi. Nhặt rác hả? Chuyện nhặt rác á, công nhân môi trường người ta làm rồi. Mới gì mà tụi em lo. Nhiều rác như vậy nè, làm sao mà công nhân môi trường làm xuể vậy được? Trời ơi, nói với tụi em á, nếu mà không có người xả rác á thì lấy việc gì cho công nhân môi trường người ta làm. Trời ơi, em nói thiệt anh đừng buồn nghe. Nhìn hai anh á, thanh niên trai tráng bảnh tỏn vậy á, bởi ý thức á không bằng đứa con nít nữa. Trời ơi, trên trái đất này á mà có nhiều người như anh á, chắc môi trường nó bị hủy hoại trầm trọng lắm rồi á. Nè, trong ba đứa tụi em á, em là dễ thương nhất, đẹp nhất, nhưng mà có một cái á là bị hâm nhất. Cái gì? Mấy người này ai bị hâm? Ba đứa tụi em với ai? Đi mày,
là vô ý thức. Biển xanh và đẹp như vậy nè, mà toàn là mấy người vô ý thức nó xả rác ra không nghĩ à? Lại thì càng tức mà. Tụi mình thì có ý thức thì nhặt rác, tại còn nói tụi mình bị hông nữa chứ. À, tức thiệt đó, kỳ cục. À, mấy em, mấy em có muốn anh giúp gì không? Giúp cái gì mà giúp? Tụi tôi đi nhặt rác á bị hâm, mấy người có việc xả rác đi, tụi tôi nhặt giùm cho. Ừ. Làm sao? Không hiểu. Ừ. Ê, có người bị hâm giống mình kìa. Đúng là hâm thiệt đó. Ê, nãy giờ tao nghe mày nói gì hâm gì vậy? Ai hâm? Mà hâm là gì? Chị, mấy cái ông thanh niên lúc nãy á, à, đi ngang thấy tụi em nhặt rác á, nói em bị hâm là bị khùng đó chị. Ờ, tụi bay hâm thiệt á. Chị nói gì vậy? Giỡn hơn nhỏ này thiệt tình á. Ủa mà nhặt rác xong chưa, đứng đây tán dốc đây. Dạ, tụi em nhặt rác cũng sắp xong rồi chị. Chỉ chờ có người xả rác là nhặt tiếp à. Thiệt không? Ồ. Không, bạn Lan giỡn á chị. À, cũng tới giờ ăn cơm rồi. À, chị mơ lên ăn chung với tụi em luôn nghe. Ờ, không ăn đâu, chị ăn rồi. Nè, chị nói thiệt đi. Chị ra đây với ai? Ra đây mình chứ đi với ai? Em không tin đâu. Em nghĩ là chị diện cớ đi theo dõi. À không, đi giám sát em. Chị để đi chơi với trai thôi, đúng không? Mày đừng có làm bậy nghe Lily. Tao đi ra đây có một mình. Tao đi chung với mày thôi nha mày. Em không có tin đâu. Vậy thì chị phải đi chung với em không được rời nửa bước. Cái gì? Mày ngu quá. Tao mà đi chung với mày không rời nửa bước á, thế nào bạn bè trong lớp mày cũng chọc mày hả? Lớn già cái đầu mà còn mày đặt nó vú em đi theo nữa. Lúc đó mày chọc mày xấu hổ thấy bà. Ờ đúng rồi đó. Giờ sao tao đi theo mày nha. Thôi. Thôi sáng luôn á. Lily, thôi bà cho chị Mơ đi theo bà đi. Nhưng mà theo dõi thì xa là được rồi. Ờ, cũng được mà, có sao đâu. Ừ, vậy cũng được. Nhưng mà chị nhớ là chị phải đi theo sau em nghe chưa? Không thôi em về mét mẹ cho con. Yên tâm đi, tao theo sát mày, được chưa? Em ơi, tập trung về đừng nghỉ ăn cơm. Ê, thầy kia dẫn cơm kìa mấy bạn ơi. Dẫn cơm. Dẫn cơm. Dẫn cơm nghỉ đi. Yeah. Vậy thôi. Theo sát coi. Khoa. Hả? Ông làm cái gì mà ông cứ ôm cái ba lô hoài vậy? Bộ có nhiều đồ quý giá trọng lắm hả? Ôi, đừng khinh thường nha. Trong đây có rất là nhiều thứ quan trọng. Tôi không tin đâu. Làm gì mà phải quan trọng chứ. Ừ, tụi mình kiểm tra đi. Thôi được. Trong đây là một thế giới riêng của đàn ông. Mấy bạn là con gái không có được đụng vô. Nhưng mà tôi đâu có sợ. Tôi thích kiểm thì kiểm. Ôi. Bỏ tay à. Thế giới riêng của đàn ông hả? Hả? Đàn ông hả? Đàn ông hả? Đàn ông. Trời ơi, nhiều đồ quá nè. Có hộp y tế nè. Trời ơi. Dây thừng nè. Dây này nữa nè. Ê, mà công nhận á, mấy cái này á cần thiết cho tụi mình lắm luôn á. Ê, có cả ống dầu nữa nè. Trời. Khăn. Không được. Khăn màu hồng. Cái này là mẹ tôi bỏ ra cho tôi không biết nha. Nước uống nè. Bản đồ, la bàn. Được. Trời ơi, dễ thương ghê. Ê. Sao nó giống nghệ quá vậy? Không. Ôi, phải nghệ. Sao vàng khè vậy? Cái gì vậy? Biết cái này là cái gì không? Đây chính là lưu huỳnh, hay còn gọi là diêm sinh. Đây là một cái chất nha, khi mà loài rắn ngửi thấy á sẽ rất là sợ và sẽ bò đi xa. Cho nên á, tôi nghĩ á là bạn và bạn, mỗi người á nên bôi một ít vô tay với chân của mình đi, đề phòng rắn cắn. Ủa mà sao Khoa biết mấy cái này cần thiết mà chuẩn bị kỹ càng quá vậy? Bác hai của mình á, ngày xưa thường hay đi xa, cho nên đã chỉ dạy cho mình rất là nhiều kinh nghiệm.
mấy bạn á có muốn học á thì mình sẽ chỉ cho một vài chiêu. Ê, tụi tôi thích lắm á, chỉ với tụi tôi vài chiêu đi. Được rồi, mọi người á phải hứa với tôi là phải chú tâm thật kỹ, bởi vì á tôi chỉ có một lần mà thôi. Rất là chú tâm rồi đây, thỉnh giáo đi. Bây giờ á tôi sẽ chỉ cho các bạn những bản hướng dẫn rất cần thiết. Con thấy chắc đủ rồi đó sư phụ, mình nghỉ tay chút đi. Thêm vài khúc củi nữa con. Dạ. Thôi sư phụ ngồi nghỉ đi, để con đi lấy cho. Mình ngồi đây đi sư phụ. Không biết là dạo này sư phụ còn đem đồ biển qua biếu cho má con nữa không? Sao con lại biết chuyện đó? Nhận rồi nha. Cái con nhỏ này cũng không bỏ cái tật à. Thôi đi, con biết là sư phụ thương má con lắm, mà không có dám nói ra. Má kể con nghe hết rồi. Ủa má con nói như vậy thiệt hả? Yeah. Lần hai nha, có người nhận rồi nha. Cái con nhỏ này, con dám lừa thầy hả? Ta sẽ cho con biết như thế nào là tôn sư trọng đạo. Tôn sư. Ok. Thư, sư phụ.